Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã đến với Mini World. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập Lucky Block hải tặc nha các bạn. Đây các bạn xem này. Ui ôi. Mấy con này nhìn lực thế nhờ. Đây này bạn, mấy con này là mấy con ma xương chứ. Ui, trời hê. Ôi. No. Quýnh không trúng các bạn ơi. Chạy. Lê. Tranh thủ các bạn ơi. Đây, ở đây có rất là nhiều Lucky Block nha các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải đánh. Ui giời ơi, xong rồi, khó rồi các bạn ơi. Mở được cái gì không ta? À đây, ở đây có đồ à, có con à. Từ để mình xem coi cho mày có bán cái gì mà hỗ trợ không. Su hải tặc, thu nhập su hải tặc để sử dụng đổi các vật phẩm hữu ích. Khuôn đúc chìa khóa, đại phá rồng V5. Các thứ luôn, quầy nhìn xịn thế nhờ. Ok, mấy em này quýnh tôi làm gì? Đi xuống farm quái thì mấy này căng ơi. Người ta farm quái ầm, không chịu đi farm, lại đi quýnh nhau. Sợ thiệt chứ, mấy ông này quậy quá trời quậy các bạn. Đấy các bạn có thể thấy là đây, gì mà rồng quá trời. Nhưng là con rồng này nó không có đánh mình các bạn. Uầy, rồng nhìn chất lượng dữ ta. Nhìn được không khác gì con rồng mình. Ê, nó quýnh các bạn ơi. Rồng lửa hải tặc. No. Gì nhưng mà cái này nó trâu thế nhờ. Sao mình ấy được ta? Trâu như này làm sao? Bỏ tay, bỏ một xu ra để mình đứng gần ngay chỗ này coi. Trâu thế nhờ, mấy con này trâu vậy sao đánh ta? Ok, cái gì đây? Bông hoa gì, Lucky Block các kiểu luôn các bạn. Quá ghê gớm, miếng dừa luôn. đại phá rồng các kiểu. Ui, quái. Ơ sao mấy con này quýnh không trúng ta? Đây nè, mình quýnh không trúng nữa. Ui giời ơi, từ mình hồi sinh luôn. Mình chơi dùng xu mình hồi sinh tại chỗ đi. Chứ giờ mà mình quay trở về là cũng hơi chua các bạn. Đấy, quay trở về, wow, hình như là quýnh cái cầm cái cây này là mình quýnh nó sẽ bị gây đam nè. Thôi, di chuyển. Uầy, gì ở trên đó nhìn đẹp ta. Ấy da, ok la. Đây. Ui, cái gì đây? Trời ơi, đá này chắc để ném hả? Ủa, đâu có để ném đi được đâu các bạn. Không ném được luôn á. Ăn miếng đi, hồi máu cái. Uầy, Lucky Block hải tặc này hơi khó nha các bạn. Tính ra là hơi khó đó. Tính ra là, ui, con gì đang báo con mèo đây. Báo đớm với chúng tôi gì đây? Gia báo các bạn. À, cứ quýnh là mình sẽ có xu nhưng mà không biết mua sử dụng cái xu này mua cái gì chứ. Đâu để mình xem thử coi. Ây giời ơi, gì mà phúc chuẩn men này được khôi mạnh mẽ đâu, các kiểu con đà điểu nhờ. Không mà ảo quỷ ghê các bạn. Ừ, làm được cái mũ nữa. Đây, hay là mình thử mua cái hỗ trợ gọi là đại phá rồng V5 thử coi như thế nào nha. Đại bảo kiếm, wow, đại bảo kiếm V11. Ui, được đấy, mua cây này đi, với lại mua một cái con rồng đi. Đấy, như này, rồi, xong mấy ông rồi, nói gì nữa đi. Trời ơi, hỗ trợ, đây, bỏ vô đây, bỏ qua đây đi. Cái này là gì ta, để mình xem nữa coi. Ui, súng à, ai xa. Ui, cây này giống súng nhắm vậy. Ôi tàu quýnh thôi, bắn được không? Ui bắn khó bắn quá các bạn ơi. Bắn không trúng, ủa? Sao bắn không trúng các bạn? Ui giời ơi, bắn không trúng này. Ủa hay là con này không bắn được ta? Hình như, ơi bắn được mà. Đây, không biết bắn trúng con gì thôi. Không biết phải bắn trúng rồng không nữa. À như bắn trúng rồng hay sao các bạn? Ui giời ơi, còn đây lại kiếm 11 đam à, ơi V11 à. Ui không bắn trúng nhờ, thay xương ma, ơi bắn trúng các bạn. Áo ma, áo quỷ ấy. Chúng đi. Mày chỉ cần quýnh, à quýnh dưới chân của chúng. Đây rồi, xong tụi mày rồi. Hitbox nằm dưới chân đúng không? Nãy giờ mình chém không chúng hitbox rồi các bạn ơi. Ui, có kiếm VIP này vô rồi thì one hit one kill. Ra đạn là vào đâu? Không lối nhiều. Từ bắn rồng ơi. Đây. Ơ gà đạn. Ok. Ui hết đạn luôn các bạn à. Ui giời ơi, mình tưởng đâu cái đạn bất tử chứ. Ui xong rồi, để coi quýnh mấy hit rồng chết. À quýnh 2-3 hit rồng chết. Ui. Ok. Gì đây mấy anh trai. Đây giày xích các thứ. Ê bọn vô rồi. À không mà kiếm mình cũng khá khỏe các bạn. Kiếm mình 100+ đam quýnh 3 hit rồng chết rồi. Nhưng mà có điều là cũng chua lắm các bạn ơi. Đây quýnh hơi chua á. Đây đó. Ui có level này, có kinh nghiệm mà ngon này. Đấy, có kinh nghiệm là mình hồi sinh là họ đỡ tốn xu các bạn ơi. Bình thường á là nếu mình không kinh nghiệm là mình sẽ tốn xu. Nhưng mà bây giờ mình có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ không tốn xu nữa. Đấy, mình farm mấy con rồng đồ các kiểu nè. Là chúng ta sẽ không có cần tốn xu luôn. Uầy quá đã.
quá ghê gớm. Và đó là anh Minh Du Hải Tặc. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Đã gọi là Du Hải Tặc là nó phải nằm ở cái tầm là đẳng cấp các bạn ơi. Đấy, ghê chưa? Có ai dám solo rồng giống như mình không? Chỉ có một mình anh Minh Du Hải Tặc lại dám solo rồng thôi các bạn à. Du Hải Tặc nó phải khác, cái đẳng cấp của người chơi, người chơi hệ gọi là nạp su có khác các bạn. Từ nó lầm cái kiếm đi. Cái kiếm này là cái gì? Trời ơi, nó quýnh mình luôn mà. Cái kiếm này 30 đam các bạn, mà cái 10 xu thôi là chúng ta có được một cái kiếm như này rồi. Chùm rồi bạn ơi. Có một cái kiếm như này là thấy chùm, quá chùm rồi. Đấy, bao nhiêu con rồng mà cứ vào đây, bao nhiêu con rồng cứ vào đây. Ơi có quần luôn nè. Đây con này hitbox ở dưới chân các bạn à. Đấy, lúc nãy mình không biết là hitbox nó ở dưới chân các bạn, tức là cái điểm mà đánh được nó là phải đánh ở dưới chân nó mới được. Đấy, còn rồng này thì bự các bạn, chém đâu cũng trúng à. Quay con rồng này nhìn y chang trong cái mod đấy luôn các bạn ơi. Mod Iron Fire luôn, tức là rồng lửa, rồng băng á. Y chang luôn, chẳng khác gì luôn, đỉnh thật sự chứ. Đấy các bạn thấy không? Ui giời ơi. Y trang luôn, không khác cái gì luôn các bạn. Đấy các bạn nhìn đi. Y trang luôn mà. Ok là. Rồi các bạn thấy sao? Các bạn thấy cái map này như thế nào? Map này là map Lucky Block Du Hải Tặc nha các bạn. Thì nếu như bạn nào thích á, mà mình làm tiếp tục cái gọi là map này để mình đập cho các bạn xem á, nhưng mà hiện tại là cái này farm chay chắc hơi chua các bạn. Nhưng mà bạn thích thì bạn cứ comment ở bên dưới nha, mình sẽ farm chay cho các bạn xem. Còn bây giờ chắc là có lẽ là chúng ta sẽ lại tiếp tục hành trình đi làm gỏi rồng thôi. Hẹn gặp lại các bạn khi mà có cái gì đó hay ho thú vị nha. Uầy, bên kia có cái thuyền gọi là gì kia ta? Cái thuyền hải tặc các bạn, bự phải trưởng. Uầy, cái thuyền này khác cái thuyền của mình à. Mình lên đây mình khám phá các bạn xem nữa coi. Quầy bên này có con rồng lửa luôn nè. Quá ghê gớm. Quầy đỉnh cao thật sự luôn. Bên này có con rồng lửa luôn mà các bạn. Kinh khủng nhờ. Ai da, kinh khủng. Ôi, có người luôn, có hải tặc luôn. Wow, có hải tặc luôn các bạn ơi. Đây nè, hải tặc nè. Đúng không? Hải tặc trên biển đúng không? Ôi. Hải tặc nhìn đỉnh cao chất lượng đi. Oh yeah, quá ghê gớm các bạn. Ui, các bạn coi thuyền của hải tặc xịn vãi chưởng các bạn ơi. Nhìn ngầu loay to phoay luôn các bạn à. Đỉnh cao thật sự luôn. Ok các bạn ơi, đừng quên like, share, follow hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip kế tiếp nha. Ui, kiếm cá mập luôn nè.